Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chính vì thế tiểu phẫu cách mí mắt quan trọng nhất là tạo hồn mắt đẹp. Khoảng một nửa dân số châu Á không có nếp mí trên. Mí mắt thường có mô mỡ thừa, lông mi hướng xuống, nếp mí thấp, mắt nhỏ, mỡ dưới da nhiều gây nên tình trạng sưng húp. Những điểm này làm cho đôi mắt khi nhìn vào có cảm giác mệt mỏi, không nhanh nhẹn, kém thu hút. Chính vì thế nhu cầu thẩm mỹ cắt mí mắt rất phổ biến tại các nước châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Dưới đây là một vài tiêu chuẩn của một đôi mắt đẹp sau khi cắt mí mắt của thạc sĩ bác sĩ Hồ Cao Vũ. Mắt phải cân xứng với tổng thể khuôn mặt. Không quá to, không quá nhỏ làm mất đi sự tự nhiên. Đôi mắt hai mí rõ ràng, sắc nét, độ lớn của mí và khoảng cách giữa hai mí mắt và bờ dưới cung mày không quá hẹp. Chiều dài vừa phải, đuôi mắt hướng lên trên, mắt cười. Hồn mắt vui tươi, tinh anh, sáng hơn. Thạc sĩ bác sĩ Hồ Cao Vũ hiện đang công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã có hơn 20 năm trong phẫu thuật thẩm mỹ. Đã thực hiện hơn 5.000 ca mắt và 1.000 ca sửa mắt hư do phẫu thuật. Với các tiêu chí thẩm mỹ cắt mí không sưng bầm, không nghỉ dưỡng, không sẹo mổ, bác sĩ đã giúp nhiều phụ nữ tự tin với đôi mắt đẹp cả về thẩm mỹ lẫn hồn mắt.